Rồi tôi hướng dẫn các bạn là làm cái header của cái trang thu cúc rồi nè. Thì cái header cái này á giống như tất cả cái header khác, nhưng mà có cái mình hơi khó chỗ là chỗ này và cái chỗ xuống hàng này, đúng không? Thì ở đây á tôi làm thử là được rồi, giờ tôi sẽ chỉ các bạn. Vậy tôi không có làm hết cái đề, cái này tôi chỉ hai cái chỗ quan trọng thôi, còn mấy cái kia là tự các bạn biết các bạn làm, chứ bây giờ chỉ hết cái này. Ừ. Admin. Giờ vô bắt buộc không nhớ rồi sao? Vô qua bắt buộc sao bạn nhớ không? Biết không? Giờ quên bắt buộc à? Admin. Thôi rồi bắt buộc lên chờ chút. Rồi nói tới cái phần này ha, top 3 menu. Thì top 3 menu mình sẽ vô cái phần là menu. Rồi sau đó mình sẽ chọn là top 3, đây có phần top 3, mình làm top 3 ha, top 3 làm sao tự biết nha. Mình bài trước nói rồi, không có nói lại là top 3 làm sao. Tại sao có top 3? Đó. Thì bây giờ á cái chỗ này á là mình phải thêm là như sau. Đây cái code này, cái code này ở đâu? Cái code này ở trong cái Google Drive của tôi nè. Google Drive tôi share đó các bạn liền. Tại đây là code phone top 3. Đây đầu tiên á, đây chỗ này là cái này là dán vô đâu, cái này giải thích cho bạn nè. Cái này là một cái con là đây, cái là cái thẻ HTML trong cái lab phone. Cái lab này sẽ được định nghĩa theo những cái này là bắt màu gì, rồi màu chữ bắt cao là màu nền, color là màu chữ, chiều cao và chiều ngang, và border radius là nó có cái nó không phải hình vuông mà bốn góc nó được cái tròn. Tức là line center nằm giữa, vertical line là nằm giữa, nhưng nằm giữa đúng không sai là 15. Đó, bây giờ mình làm sao? Cái này tôi làm sẵn rồi, bây giờ copy cái này nè. Vô vào chỗ cái tên của cái menu này. Số điện thoại mình phải sửa lại nha, số điện thoại đây là mình sửa lại số gì đó mình sửa. Rồi sau đó mình set app lab để là phong. Ha, rồi sau đó ok. Đó. Ok xong rồi, sau đó mình mới vô tiếp tục, mình mới copy cái này. CSS này, bỏ dưới CSS này những người không lấy CSS lên. CSS mình sẽ thêm đâu? CSS mình sẽ thêm vô phần là theme option. Sau này tất cả cái code mà thêm CSS vô á là mình sẽ thêm ở trong đây hết, trong cái theme option và trong cái sổ ra cái nữa mình sẽ thêm ở trong cái chỗ additional sẽ là sẽ thêm vào ở đây, mình sẽ thêm đây, mình sẽ thêm này vô, đó. Thêm này vô, đó là mình được cái này, đúng không? Rồi tiếp theo tới cái buôn bán mỹ phẩm này, buôn bán khoản này nó nằm dưới này đúng không? Mỹ phẩm này làm sao? Cái nó enter xuống dòng đúng không? Enter xuống dòng thì mình cũng như vậy. Cái đó là cái menu. Menu là mấy cái chỗ này mình cũng có động code như vậy luôn. Copy động code này ra đi. Xuống đây đi, thêm cái này HTML này. Cái này menu có xuống dòng. Cho các bạn biết nha, center nghĩa là để cho nằm giữa, bao center là nguyên cái đường nằm giữa, buôn bán mời br là xuống dòng, ngay chỗ sau chữ buôn bán hay xuống dòng mỹ phẩm. Tại sao phải đặt đây cái ben để chi? Tại vì cái chỗ buôn bán này nó không in đậm mà sau này in đậm, cho nên cái buôn bán này mình để đặt cho một cái lốt là slash menu để mình sửa lại nó, chỉnh lại cho nó bình thường đó, không? Rồi sau đó mình sẽ
tiếp theo là mình sử dụng cái tiếp cái CSS tiếp. CSS nó sẽ nằm trong cái Lastform, Lastform dán vô giống như nãy cũng như vậy thôi. Rồi cũng như vậy, additional tất cả những code CSS mà thêm ngoài vô là nằm trong đây hết. Nằm trong đây span chấm menu chấm dấu chấm là last, dấu thăng là id. Đây tôi dán ở đây luôn, này là html nè, html rồi cái này là css đó, CSS lại chọn lại cái Unicode này đi cho nó ấy. Đó cái này đó, rồi lưu lại. Nếu giả sử mình không có cái này là nó sẽ bị chỗ này nó sẽ bị xấu liền, nó là cái cách làm là như thế. Nhưng mà khi mình làm á, cái phông chữ để cho đúng á là mình chỉnh lại phông chữ bằng cách là mình vô cái chỗ là style, đây có là typography là phông chữ. Phông chữ đây mình xài Roboto, Roboto hết luôn, Roboto hết, tất cả đều Roboto hết. Còn muốn á, mình muốn nó là in viết thường á thì mình chọn vô đây là viết thường nè. Uppercase là viết button, nó là cái nút mấy cái chữ á, viết thường là viết viết ký qua thì mình chọn lại chỗ này nha. Đó, cái chữ này. Đây là phông chữ mình chọn lại cho đúng. Nhưng mà thông số mình xài Roboto. Mình muốn biết cái web này xài phông chữ gì á là mình phải xài thêm một công cụ là Wattform. Wattform. Cài cái extension Wattform vô. Wattform vô mới biết được có xài phông chữ gì. Ở đây như nó cấm luôn rồi, nó đây nè, này là xài Roboto nè, thấy chưa? Mình biết là con web này xài phông chữ Roboto. Nhưng có những web khác thấy phông lạ không biết xài phông gì mình xài cả. Cài thêm cái Wattform bằng extension của thằng Google Chrome. Còn cái có cái extension này, extension cái thước nè. Ví dụ đây mình muốn biết cái kích thước cái chỗ này bao nhiêu, hình này bao nhiêu thì mình quét chọn đây mình biết kích thước cái hình này bao nhiêu để mình thiết kế hình đó mình làm bây giờ. Hoặc là một số cái mình biết bao nhiêu thì thôi. Mình muốn coi code của một cái website nào đó để mình lấy giống như thôi á, mình cần ngồi Mac F12 hiện lên code là mình ra tấm dùm mũi tên đây để mình ra đây mình thấy nó viết như thế nào đó mình coi, mình rồi copy về tôi cũng vô đây tôi cũng coi rồi tôi cũng tổng hợp lại rồi tôi nghiên cứu rồi tôi copy rồi tôi share cho các bạn, đúng không? Nó coi nó làm như thế nào, nó cũng làm giống mình thôi, nhưng nó cũng code vậy thôi, mình coi mình làm nó cách. Còn muốn học code thì vô cái trang nào, vô trang là www.bacool ở trang này là có html css. Còn bạn nào muốn học chuyên về code liên hệ trực tiếp tôi cho một bộ video học chuyên về code này luôn. Bí code thì mình làm web dễ hơn. Ừ, đem USB khoảng 16GB. Khoảng hả? Ừ, 16GB. Đó. Rồi. Đó là xong cái bài này, kết thúc bài này đây nha. Stop.